Tôi muốn nhắc lại cái thông tin về vấn đề của bác Phan Văn Khải. Thì thông tin mà tôi vừa nhận được đó là bác Phan Văn Khải tình hình sức khỏe không được tốt, tuy nhiên đang được tích cực điều trị ở tại bệnh viện Chợ Rẫy. Và đến giờ này thì thông tin từ những nguồn chính thống thì chưa có cụ thể ở trên các kênh chính thống. Nhưng mà qua một cái thông tin từ một người bạn đã có cái mối liên hệ trực tiếp với người có người là đang ở cạnh bác Phan Văn Khải, thì tình hình sức khỏe của bác dù không tốt nhưng vẫn không có cái thông tin gì khác hơn, đó chính là bác từ trần. Vì vậy cho nên là tôi có một cái phản ứng nhất nhất định đối với cái Facebook Lê Xuân Nghĩa là đăng cái thông tin, đó chính là giống như một quảng cáo phó kính cẩn như mình để mà từ biệt bác Phan Văn Khải. Thông tin này được đăng vào ngày 23, thì đáng lẽ ra thì sau khi mà các cái nguồn thông tin khác nhau đã chứng minh được là đến giờ này bác Phan Văn Khải vẫn còn tại thế, thì đáng lẽ ra thì trang Facebook này phải gỡ bỏ bài viết. Tuy nhiên đến giờ này thì trang Facebook của Lê Xuân Nghĩa và một số trang khác vẫn giữ nguyên cái thông tin đó. Trước đây chúng ta thấy Thanh của bác Phùng Quang Thanh và của bác Trần Đại Quang khi mà sang nước ngoài điều trị bệnh thì cũng đều được các cái đối tượng bơm bơm đặt đều, đó chính là các bác đã bị trúng độc và đi điều trị ở đây để là một cái hình thức gọi là thanh trừng, nên là các bác chắc chắn sẽ chết. Thì các đối tượng này dù rằng sau đó các bác lãnh đạo đảng nhà nước mình đi trị bệnh ở nước ngoài quay trở về nước, thì các đối tượng này đã tiếp tục đưa ra những nguồn thông tin khác, đó chính là những người mà đi chữa bệnh xong về, các lãnh đạo đảng nhà nước trị bệnh xong về chính là những con người khác, bởi vì người thật đã chết và những người đi về chỉ là người giả. Vì những thông tin đó mà nó bơm đặt thêm, đó chính là nội bộ đảng nhà nước đang chia rẽ, Đảng Cộng sản Việt Nam đang chia rẽ và các nhóm lợi ích đang đấu tranh với nhau, đang thanh trừng lẫn nhau. Ở đây chúng ta thấy là trong quá trình thời gian vừa qua thì cái việc đấu tranh chống tham nhũng của bác Nguyễn Phú Trọng, bác Tổng Bí thư chúng ta đang hoạt động rất tốt. Và chúng ta thấy được rằng là chúng ta không có vùng cấm, trong đó những người như là Nguyễn Xuân Ngơ, Trịnh Xuân Thanh hay là Đinh La Thăng, tất cả những cái vụ án lớn trong suốt thời gian qua, từ các vụ án từ ngân hàng rồi cho đến các cái vụ án tham nhũng như thế cũng đang được tích cực đấu tranh, và chúng ta đã phá được rất nhiều các cái vụ án như thế. Từ các vụ lớn nhỏ chúng ta đều đã được chứng kiến trong suốt thời gian qua, mà báo chí chúng ta đã có những thông tin rất là cụ thể cũng như là liên tục. Điều đó cho thấy rằng là việc Đảng nhà nước Việt Nam chúng ta trong cái việc đấu tranh chống tham nhũng cũng như là các cái tiêu cực trong Đảng trong nhà nước đang diễn ra tích cực và đang rất nóng. Chúng ta thấy chính vì điều đó mà chúng ta càng hy vọng và tin tưởng hơn vào Đảng và nhà nước, bởi vì trong suốt thời gian từ những năm khó khăn nhất của chúng ta sau giải phóng thì việc các lãnh đạo chúng ta gần như là các cán bộ chúng ta chịu sống trong các hoàn cảnh khó khăn, một mặt thì đảng viên có những điều không được làm, trong đó có những cái điều khoản đó là đảng viên không được làm kinh tế này, nó hạn chế rất nhiều cho các đảng viên, có nghĩa là các đảng viên không thể phát triển kinh tế gia đình được. Chứ mỗi người mà hãy có khối tài sản hay có một chút gì đó mà có hơn người ngoài một chút thì lại bị soi mói. Điều đó làm cho cái sự phát triển của các đảng viên trong suốt thời gian qua, những năm sau chiến tranh, trong thời gian bao cấp và trong các thời gian sau này thì vẫn rất là khó khăn. Và điều đó cho nên chúng ta thấy rằng cứ đó là cái điều cám dỗ. Mà chính vì cái điều khó khăn đó cho nên vật chất chính là thứ cám dỗ cán bộ đảng viên nhiều nhất trong quá trình hoạt động cách mạng, trong quá trình hoạt động đấu quản lý nhà nước cũng như là công tác xã hội. Thấy những người không đủ bản lĩnh, sự rèn luyện về ý chí, về đạo đức không đủ hay là thiếu đi cái bản năng, cái bản chất của người cộng sản thực thụ thì
rất dễ sa vào các cái sai lầm đó, rất dễ sa vào sự tham lam, tham những quan liêu để mà trục lợi cá nhân. Điều đó làm cho chúng ta thấy rằng cái việc mà cái thời gian khó khăn trong suốt mấy mươi năm của chúng ta sau giải phóng chính đã tạo nên một cái tiền đề để cho cái việc nhũng nhiễu tham nhũng, cũng như là họ tự tạo ra những cái điều kiện để họ tham nhũng nhiều hơn. Do đó mà để đấu tranh với các cái nạn vấn nạn tham nhũng của đất nước ta, thì trong thời gian qua các lãnh đạo của chúng ta từng cấp đã có những cái quyết liệt, đã có những cái phương án phương pháp cụ thể, và đến giờ phút này chúng ta đã có những kết quả phải nói là đáng hoan nghênh. Mà ta hy vọng rằng là trong thời gian tới cái phong trào cái lò củi của bác tổng bí thư của chúng ta sẽ còn cháy mạnh hơn nữa để đốt hết những con quan tham nhũng ở trong cái bộ máy chính quyền chúng ta. Vì điều đó cho nên chúng ta thấy rằng là những cái thông tin xuyên tạc rằng là cứ mỗi một khi lãnh đạo đảng nhà nước mà mất đi từ trần thì các cái luận điệu cho rằng đây là cái việc thanh trừng cá nhân, thanh trừng của các nhóm lợi ích bên trong đảng cộng sản Việt Nam, bên trong nhà nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên ngay cả cái việc bác nguyên thủ tướng Phan Văn Khải đang có bệnh nặng thì cái luận điệu dù rằng bác chưa mất nhưng nó cũng đã tung tin rằng bác đã mất, gây náo loạn, và bên cạnh đó còn có những cái thông tin bao gồm đó chính là sự thanh trừng do bác Phan Văn Khải đứng về phe nhóm này phe nhóm kia. Đó chính là cái mà chúng ta thấy hiện tại, thì những cái trang mạng đưa tin về bác Phan Văn Khải qua đời chỉ là các trang mạng ở hải ngoại, những trang mạng của người Việt ở hải ngoại, các trang quốc tế chưa trang nào đặt tin cả, và chỉ có các trang người Việt ở hải ngoại đăng. Mục đích của chúng là gì chúng ta chưa biết, tuy nhiên gì chúng ta thấy rất rõ đó là cái việc đưa tin một lãnh đạo đảng nhà nước mất đi nó sẽ kèm theo cái việc là kích động người, những người chống cộng cực đoan ở hải ngoại có những cái hiềm khích đối với nhà nước Việt Nam, có sự hả hê hay là kích động để họ tuyên truyền xuyên tạc rằng là có một sự thanh trừng nào đó. Đó chính là những cái mà chúng ta có thể nghĩ tới được. Thế còn những cái người